mọi người hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay không phải là Valentine, Valentine là ngày hôm qua rồi. Nhưng mà đối với mình ngày nào cũng là Valentine hết. Thì hôm nay gia đình mình sẽ đi weekend getaway chỉ có một đêm ở khách sạn thôi. Thì Vân mời tất cả các bạn đi cùng gia đình mình cho vui nhé. Let's go! Tiger shoot 6 over. Tiger was a very lost, right? Yeah, he shot 6 over. He was a dead last. I think it's just him at this point. Yeah. The course really didn't feel fun. He almost shot in the 80s. Well, at least he made the cut though. You know that course is very tough, right? We should go play it. President Day. When? Tomorrow. It's my tomorrow. Hi Dylan. Yeah. Xin chào mọi người. Hi Kaylin. Xin chào mọi người. Thì Vân sẽ quay một vòng để cho các bạn coi khách sạn này như thế nào nè, để coi các bạn có thích không nha. Thì mời các bạn xem cho vui nha. Thì đầu tiên mình bước vô cửa là cái này là bộ ghế nè, cái bộ khao nè, bộ khao này nhìn cũng very comfortable. Hồi nãy Vân ngồi thử rồi nó cũng very soft, nó mềm lắm, nó comfortable lắm. Thì xong rồi đó mình qua đây là có cái sink nè các bạn, cái sink này đồ ăn đồ này kia đó. Xong rồi đi qua đây là có một cái bàn nhỏ này mình để ngồi ăn sáng đó. Xong rồi bên kia là có một cái bàn giống như là cái small office đó. Thì bạn nào muốn làm việc gì trong computer mình để làm cái đó, xong rồi đó mình làm việc đó. Rồi and then over here là cái giường ngủ. Thì ở đây Vân thấy có một cái giường ngủ mà Vân nghĩ là cái này là king size á. Size này thấy là cũng bự các bạn. Thì bên đây là một cái tivi. Cái tivi. Cái giường này nhìn cũng comfortable. Is the bed comfortable, Kaylin? Yeah. Do you like it? Okay. Love it. You love it? Good. And then over here thì bên đây là cái này decorate này dễ thương này, đá rồi mấy cái này cũng dễ thương. Đây là cái bồn tắm này nó có cái chát nó cũng mạnh lắm, mà mình mở nước lên mình mở nước nóng lên mình ngồi đi nó cũng comfortable lắm á đó. Xong rồi qua đây là không thấy là một cái sink nè, hay bên đây là cái sink nè, right over here there's a sink đó. Xong rồi cái sink này là một người rửa tay thôi. Xong rồi qua bên đó, bên đó hình như mình nghĩ là cái bathroom mất, còn cái này là cái bồn tắm này các bạn. Cái bồn tắm này cũng cũng bự, cái rất cute bằng kiếm
rất nhiều ghế nha. Bàn ở trong banh này mình có thể ngồi, nếu mình muốn ngồi ghế nào cũng có nè, nó có rất nhiều, nhiều loại ghế. Đó, đó, cái chỗ đó là ăn sáng đó các bạn. Thì ở bên góc này là có hồ bơi. Cái hồ bơi này vẫn thấy mấy đứa nhỏ nó thích bơi nè, người lớn thì vẫn thấy ít lắm, mấy đứa thích nó bơi nhiều. I said Salmi Bom as in yeah. 64. Dad said it was 46 and I thought I was stupid. Yeah. Thấy nó lạnh, nó nóng. Ồ, oh, yeah, nó nóng. Ôi, chết nước nóng mà, con không bỏ đá. Oh, it's cold up there. It's hot out here because... No. No, 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 no. The boba is hot. But up here it's cold. Because when does life work like that? Because... Is it always like this? Can you reshoot it again? Thank you.